Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình là Jenny đến từ Co68. Và ngày hôm nay thì Jenny rất là vui vì được đồng hành tiếp cùng các bạn trong chuỗi video series, đó là Top 20 Game NFT Play to Earn. Và lần trước thì mình đã đi đến top 7 rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review những game tiếp theo. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Những video trước thì Jenny đã cùng các bạn review từ top 1 đến top 7 rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ review 3 project cuối cùng trong chuỗi, đó là token launching và game launching, tức là có cả hai cái đều launching rồi, đó là số 8, số 9, số 10. Hãy cùng Jenny theo dõi nha. Và đừng quên đó là các bạn có thể join group 68 Gaming, cộng đồng 68 Gaming để chat cùng với các admin cũng như là đặt câu hỏi về bất kỳ game NFT nào mà các bạn quan tâm. Ok, hãy cùng bắt đầu nha. Ok, con game thứ 8 sẽ là Ethermon với token là Emon. Đây là game play to earn, tức là các bạn có thể chơi game và kiếm tiền được. Mình check giá một chút về token Emon. Đây là một trong những game mà đây là một trong những dự án mà Kairos Ventures đã đầu tư nha. Kairos Ventures đã đầu tư vào Ethermon và giá bây giờ đang là khoảng 0.25. ATH là rơi vào khoảng tầm cũng không cao lắm, giá đang khoảng 0.25. Rồi, Ethermon này thì bạn đây là giao diện của Ethermon. Các bạn vào ethermon.io và mình nhớ là mọi người chưa có tài khoản thì có thể đăng ký tài khoản bằng Gmail thì phải. Và sau đó chúng ta sẽ vào ví MetaMask, chúng ta sẽ vào MetaMask rồi chuyển sang chain của Polygon. Các bạn lưu ý nha, vào MetaMask. Sau đó chuyển sang chain của Polygon. Bạn nào mà không biết chuyển chain như thế nào thì có một bài viết của Co68 hướng dẫn cài đặt Polygon tại đây. Mình sẽ bấm vào Custom RBC, mình sẽ điền thông tin của chain Polygon vào. Và sau khi đó thì mình sẽ có chữ Smart Chain ở đây, chuyển sang Polygon Manage. Rồi, về chuyển sang chain Polygon để làm gì thì các bạn vào phần My Collection này nè. My Collection này ban đầu là mình sẽ có 3 con thú, nó sẽ tặng cho mình 3 con thú và mình sẽ phải bắt thú. Đó, các bạn thấy chữ Mons Caught không? Là mình sẽ phải bắt thú. Và để bắt thú thì chúng ta sẽ cần phải chuyển chain sang Polygon để chúng ta bắt 3 con thú này. Ban đầu mình cũng không biết, nhưng mình để Binance Smart Chain rồi mình để Ethereum nhưng mà không được, đó là chúng ta phải chuyển sang Polygon mới bắt được 3 con thú này. Sau khi bắt được 3 con thú xong thì mình có thể vào phần thông tin của Emon để mình đọc nha. Dự án Ethermon là gì nè, có những cái chế độ chơi như thế nào, Adventure, Battle, Market, vân vân. Nhưng mà mình thấy là có Market thì đây, Market thì bạn vào để mua những cái con Pokemon ở trong này bằng Emon, hoặc là có Store. Adventure này thì chưa xây xong, Battle này thì bấm vào được, lát nữa mình sẽ bấm vào cho các bạn xem nha. Emon là token ERC20. Đó, sơ những thông tin như thế này. Mình sẽ vào phần Battle để cho các bạn xem. Phần Battle này sẽ có những cái level và những cái hướng dẫn khác nhau. Các bạn có thể vào Matic Ladder hoặc là vào những cái level như thế này để chúng ta tham gia. Và phần Play to Earn nó nằm ở chỗ nào? Thì phần Play to Earn nó nằm ở chỗ là cái reward của mỗi cái gọi là mỗi cái ladder nó mở. Mình không biết cái này gọi là cái gì nữa. Coi như là mỗi cái ladder mà nó mở ra như thế này nha, nó sẽ có một cái reward. Đây, total reward là 1000 Emon, hay là đây, trung bình là 1000 Emon. Các bạn có thể bấm vào Enter để các bạn tham gia vào battle, hoặc là mình tham gia vào level 1 đến 30. Đó, mình sẽ chọn ra 3 con thú. Sau khi mà mình bấm vào form team, mình chọn ra 3 con thú của team mình. Rồi, mình sẽ bấm vào Select Opponent. Mình sẽ chọn đối thủ nha, chọn đại đi. Rồi, Select Opponent xong, mình sẽ bấm vào Battle, Attack Now. Đó, thì nó sẽ có cái giao diện đánh nhau. Đó là những con Ethermon của mình sẽ đánh với những con Ethermon của họ. Những con Mon thì gọi là con Mon thì đúng hơn. Rồi, sau khi mà đánh xong nó sẽ có kết quả nha mọi người. Thì nó sẽ đánh theo lượt, là ba con nó sẽ đánh 3 lượt như thế này. Ok, nhìn chung thì đây cũng là một dạng free to play á các bạn. Tức là mình cũng đâu có mất tiền mình mua Emon, mà mình chỉ cần chuyển mạng qua Polygon là mình đã bắt được 3 con thú và mình đã tham gia battle được rồi. Để thêm thông tin thì các bạn nhớ đọc bài viết của Co68 tại đây để biết thêm thông tin về game Ethermon nha. Ok, chỗ này mình sẽ tua.
Ok, sau khi mà thú của mình đã battle xong, nó sẽ hiện ra kết quả là bên mình victory và bên kia defeat, là bị đánh bại. Nếu mà chơi tiếp thì chúng ta có thể bấm vào new game hoặc là chúng ta sẽ out ra ngoài. Đó. Thì nói chung là game đơn giản như vậy thôi, các bạn có thể tự trải nghiệm bằng cách kết nối với MetaMask, chuyển sang trên Polygon để trải nghiệm trên Ethermon nha. Game số 9 cũng là một game thuộc loại Play to Earn, tên là Alien World. Token của nó là TLM, đọc là TLM hay TML thì được nha. Thì chúng ta có thể lên CoinGecko xem token TLM này đã được list trên Binance nha các bạn. List trên Binance hẳn hoi nha. Giá đang là 0.3. Đây, được list trên sàn giao dịch Binance, BKEX, MEXC. List trên Binance là thấy ổn áp rồi đúng không các bạn? Thì giá của nó đang dao động khá là stable, khoảng từ, cũng không stable lắm, khoảng từ 0.08 đến 0.3. Ok, mình sẽ review sơ nha. Bởi vì game này mình phải pay to play, tức là sẽ phải nạp tiền mới chơi được, phải stake wax mới chơi được nha. Mình sẽ xem giá của wax cho các bạn xem. Rồi, bấm vào bài viết của con 68 xem thử này. Đây là NFT DeFi thứ 19 trên Binance Launch Pool. Đây là một Metaverse game mô phỏng một thế giới liên hành tinh. Nhìn giao diện các bạn cũng có thể thấy là cái kiểu design như thế này là thuộc loại những cái hành tinh khác nhau, những cái con người ngoài hành tinh, vân 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 vân, đúng không? Rồi kéo lên trên đầu, chúng ta sẽ bấm vào Play and Earn. Các tính năng của Alien Worlds chính trên nền tảng là gì? Là mining nè, staking nè, quản trị nè, trade, cross chain, vân vân. Roadmap của nó như thế nào? Và token TLM, Trillium là gì? Thì đây là token utility của nền tảng Alien Worlds Metaverse. Các bạn có thể dùng để quản trị staking, làm tiền tệ trong game, là in-game token, là dùng để incentive, tức là khuyến khích người chơi và mua các NFT trao đổi trên marketplace. Và token TLM này được xây dựng ở trên ERC20, BEP20 hoặc là WAX. Nhưng mà để tham gia nha, để tham gia được Alien Worlds thì các bạn cần phải stake WAX. Ví dụ như là mình sẽ làm thử nè. Ở đây mình chưa có stake WAX cho nên là mình sẽ không chơi được. Mình sẽ bấm I'm ready nhé. À, name nữa, Jenny. Rồi, bấm I'm ready. No thanks, các bạn có muốn nhận email từ Alien Worlds hay không? Rồi, đó, các bạn có thể thấy đó là nó không cho mình chơi bởi vì mình phải stake some wax for CPU at wallet.wax.io mình mới chơi được. Thì wallet.wax.io này các bạn sẽ cần phải tạo một cái ví wax. Hôm qua mình đã tạo rồi, thì mình sẽ tạo một cái ví wax, sau đó mình mua wax và mình sẽ stake wax ở trong này. Khi mà mình stake wax xong thì mình vào đây mình mới chơi game được. Đó. Thì mình cũng tham khảo một số cái nguồn tài liệu cũng như là tham khảo một số cái video clip trên YouTube của những anh chị mà chúng ta đã stake wax và chúng ta chơi rồi, thì lợi nhuận nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 đô một ngày nha. Đó là mình sẽ đã tham khảo trên mạng là lợi nhuận sẽ rơi vào 20 đô một ngày. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn sẽ vào wallet.wax, các bạn mua wax, stake wax và sau đó sẽ vào bên này. Thì giá wax hiện tại đang là 0.181 đô. Ok, và game tiếp theo là game thứ 10, cũng là một loại play to earn, là chơi game kiếm tiền được, đó là ANKX. Token của nó là ANRX, hơi khó đọc một chút, mình sẽ đọc luôn là ANKX cho nhanh. Website của nó đây, thì theo như trải nghiệm của mình là website của nó hơi lắc một chút. Hôm qua mình có thử trải nghiệm chơi game thì nó khá là lắc, cho nên là mình đã out rồi. Đây là website của ANKX ha. Thì style các bạn có thể nhìn thấy rõ là style gam màu cũng như là style thiết kế nó sẽ là như thế này. Rồi, partnership với Polygon nè, Damaker, Chainlink, Exit Me, Paid, Rage Fan cũng ok. Cũng không quá nổi bật nhưng mà cũng ok. Press là họ hợp tác với những bên báo nào cũng ok. Và bạn có thể trade token ở trên PancakeSwap hoặc là Uniswap. Rồi, đây là server website, mình có thể bấm Join Now để ra một cái giao diện của game là BattleWave 2323. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc bài của con số 8 nha. Đây, tìm hiểu về NK và BattleWave 2323 là gì? Review hướng dẫn game cho người mới. Đây, NKX là một tập hợp game mạng xã hội kết hợp giữa DeFi và eSports.
NK Express Studio NFT cho ra sản phẩm đầu tiên của họ là Battle Wave 2323, tức là cái này. Đây là sản phẩm đầu tiên của NK Express Studio NFT. 2323 là một gameplay to earn, hành động bắn máy bay, và người chơi có thể kiếm token thông qua việc chiến thắng các cuộc đấu trong game. Bạn cần chuẩn bị gì trước khi chơi NK là một lượng token ANRX. Thì token này các bạn có thể mua, như lúc nãy mình đã nói rồi, mua ở Uniswap hoặc là PancakeSwap. Nè, bấm vào đây nó có link qua luôn. Nó sẽ import luôn. Ok, switch network. Rồi các bạn có thể check giá ha, các bạn có thể check giá. Mình check luôn nha. ANRX. Telex là đánh không được nha. NKX giá đang là khoảng bao nhiêu? 0.117. Ok, 0.117 và market cap là 11 triệu. Circulating supply. Ok, các bạn có thể check thông tin ở trên này. Rồi mình sẽ đọc tiếp. Chuẩn bị một ít Matic chuyển qua mạng Polygon để trả phí giao dịch. Mọi người có thể mua Matic ở trên Binance hoặc là FTX. Và sau đó chúng ta vào uniswap.org để chúng ta thêm liquidity, là thêm thanh khoản cho một trong 9 cặp LP token dưới đây. Rồi các bạn lưu ý nè, cung cấp thanh khoản ở trên Uniswap thì Coin68 đã có một bài hướng dẫn cung cấp thanh khoản rồi, các bạn có thể xem tại đây. George hướng dẫn rất là chi tiết. Và để chơi được game này là các bạn cần phải pay to play, tức là cần phải trả tiền mới chơi được. Và bằng cách là chúng ta mua token của nó và chúng ta thêm thanh khoản tại Uniswap cho một trong 9 cặp LP token dưới đây. Đó là một trong 9 cái cặp này. Thì ở đây người viết bài đang ví dụ là họ đã cung cấp thanh khoản cho cặp đầu tiên, là cặp token của NKX với ETH Bull. Rồi, các bạn lưu ý nha, nếu mà thêm thanh khoản ở làm LP ở Uniswap thì sẽ phải cái tỷ lệ thêm thanh khoản nó sẽ bằng nhau là 50-50. Tức là nếu mà các bạn thêm 5 ETH vào pool thanh khoản thì cũng đồng nghĩa là thêm 5 đô. 5 đô ETH là 5 đô của NKX vào pool luôn, nó sẽ là 50-50. Cho nên các bạn nhớ make sure là ví của mình có hai cái token tương ứng. Rồi, mua trên Uniswap với contract là như thế này, add contract vào, hoặc là mua trên PancakeSwap. Nhưng mà bởi vì cái game này token mạng của nó là ERC20 và đang chạy trên mạng Ethereum, cho nên các bạn cần phải tốn thêm một lần phí nữa để chuyển từ BC sang ERC. Cho nên là mình nghĩ là nên mua Uniswap luôn cho nhanh. Rồi, hướng dẫn đăng nhập vào game và bắt đầu kiếm lợi nhuận nha. Mình sẽ vào By The Way, rồi sẽ bấm Play Now. Hôm qua mình bấm Play Now, game siêu dịch lắc luôn, không hiểu tại sao. Rồi lựa chọn nickname phù hợp với bạn. Lựa chọn nickname xong, sau khi mà chúng ta đã stake LP token rồi thì nó mới mở khóa tính năng các trò chơi cho mình các bạn. Đó, bấm stake xong rồi nó mới mở khóa tính năng. Thì nó sẽ có những cái phần thưởng, và số lượng các bạn stake LP token càng nhiều thì tỷ lệ nhận phần thưởng chiến thắng sẽ càng cao. Sau khi mà stake xong này, những cái tính năng nó sẽ hiện ra như hình bên dưới. Các bạn thấy rõ hình không ạ? Lưu ý, LP token mà các bạn stake sẽ đại diện cho độ mà các bạn tham gia. Tức là sao? Ví dụ như bạn mình stake NKX với lại ETH pool thì đội của bạn nó tham gia sẽ là Ankris. Stake Wifi với ETH sẽ là Legion, hay là Uni ETH sẽ là Band of Brothers. Đó, mỗi cái LP sẽ là một cái team khác nhau. Và mỗi cái cặp, các bạn lưu ý nha. Đó, các bạn thấy mỗi cặp, mỗi cái tên đội nó sẽ có một cái TVL khác nhau nè, một cái APY tuần khác nhau, total players khác nhau và tổng APY boosted khác nhau. Đó, đây là một cái rất rất là quan trọng nha. TVL khác nhau, APY khác nhau nè. Và bước 3, các bạn sẽ tham gia các hoạt động để giúp team có được APY cao nhất. Tức là ví dụ như bạn stake token NKX với lại ETH, bạn vào pool ETH, bạn vào đội của Ankris này đúng không? Đó, thì cái TVL lock của các bạn rồi là đây nè, rồi APY là nhiêu đây nè. Các bạn phải làm nhiệm vụ để giúp cho cái đội của mình có được APY cao nhất. Mỗi tuần NK sẽ dựa vào đội có APY cao nhất để trao thưởng. Và nó sẽ chỉ diễn ra trong vòng 5 ngày một tuần thôi. Và phần thưởng sẽ trị giá là 900.000 đô NKX. Đó. Rồi start game. Mình chưa stake cho nên là đây. Nếu mà các bạn đã stake rồi thì connect với ví MetaMask.
thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như ở trên. Còn cái này là mình chưa stack cho nên mình sẽ đọc bài của các bạn đã trải nghiệm rồi cho các bạn xem nha. Rồi, cách tăng API cho đội, APY cho đội là gì? Cách 1 đó là stack LP token, thì stack càng nhiều thì sẽ càng có lợi đúng không? Cái thứ hai là stack NFT, để tăng APY thì cũng có thể stack NFT. Đây là những cái NFT các bạn có thể stack nè. Đó. Hoặc là cách thứ ba là Oracle minigame, đó là tham gia minigame bắn máy bay để nhận Oracle Shards. Sau khi có một lượng nhất định thì các bạn có thể redeem Oracle Shards để nhận các thẻ NFT và dùng cái NFT đó để stack NFT. Ok chưa? Rồi, có một cái tips là tổng hợp phần trăm APY đạt được khi sử dụng các vật phẩm hoặc là stack NFT. Các bạn có thể tham khảo trong bài viết này nhé. Rồi, chốt lại là việc kiếm tiền từ RKX sẽ như thế nào. Đầu tiên, đó là các bạn có thể bán các thẻ NFT trên Rarible. Đây, trên Rarible nó có mua bán những cái thẻ NFT thì mọi người có thể bán trên này. Thứ hai, đó là tham gia đóng góp APY cho để giúp cho team của mình chiến thắng. Và phần thưởng cho đội chiến thắng mỗi tuần sẽ là 900.000 RKX. Đó. Cơ chế tính phần thưởng như thế nào? Ví dụ như team của mình thắng thì mình cũng là một trong những người cung cấp thanh khoản thì nó sẽ chia như thế nào đúng không? Thì mọi người có thể xem cái cơ chế trả thưởng của NKX cho đội chiến thắng ở đây. Và mẹo chơi để có lợi nhuận cao hơn đó là các bạn theo dõi giá và khối lượng của LP token trên Uniswap để xem là mình nên stake cái pool nào, mình nên cung cấp thanh khoản cho pool nào để mình vào cái đội nào APY nó cao, ví dụ như thế. Thì các bạn theo dõi giá, khối lượng TVL, volume vân vân của LP token ở trên Uniswap và theo dõi tổng số APY của từng đội hiện tại là bao nhiêu để chúng ta lựa chọn LP token để chúng ta đem đi stake. Đó. Rồi, mình thấy bài viết này rất là chi tiết và review rất là chi tiết về NKX cũng như là cách chúng ta kiếm tiền từ NKX. Các bạn có thể đọc bài viết để có thêm thông tin nhé. Ok, vậy thì mình vừa review xong top 10 game NFT play to earn tại thời điểm hiện tại. Nếu như mà các bạn muốn theo dõi thêm 10 game tiếp theo, bởi vì top 20 mà mình còn 10 game nữa, thì đừng quên đó là bấm like, subscribe và bấm nút cái chuông ở bên cạnh chữ K68TV để nhận được những thông báo mới nhất. Khi mà mình làm video, nó sẽ thông báo về YouTube cho các bạn để các bạn xem những video tiếp theo của K68 nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kết thúc video ngày hôm nay thì các bạn nhớ comment bên dưới những cái thắc mắc hoặc là có thể join vào group 68 Gaming để mình trả lời những thắc mắc của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Bye bye.